xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi talk show của công ty Avicalin ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Thanh Xuân rất vui khi là được đồng hành với công ty Avicalin và tiếp tục chủ series và talk show Equan và những điều bạn chưa biết. Xin giới thiệu với quý vị khán giả, kế bên Thanh Xuân là luật sư Tuấn Tâm. Em xin mời anh gửi lời chào đến quý vị khán giả. Xin chào cô Thanh Xuân và xin chào tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình talk show của Avicalin. Xin chào. Dạ kính thưa quý vị, chủ đề của cái buổi talk show ngày hôm nay đó là Equan và những điều bạn chưa biết. Thì chúng tôi lại tiếp tục trả lời những câu hỏi của khách hàng cũng như là quý vị khán giả quan tâm về chương trình. Những cái vị khán giả theo dõi talk show của công ty Avicalin, họ đặt ra những cái câu hỏi về cái chương trình Equan và chương trình Equan đầu tư góp vốn của công ty Avicalin. Em xin phép được đọc ra những cái câu hỏi mà khách hàng đặt ra đối với lại cái chương trình Equan của công ty mình. Câu hỏi thứ nhất là lợi nhuận và giá tiền đầu tư của cái chương trình Equan đầu tư góp vốn của công ty mình là như thế nào? Mình xin trả lời câu hỏi của cô Thanh Xuân và cũng như là tất cả các quý vị đang xem chương trình talk show của Avicalin. Về cái câu hỏi này là đang nói về số vốn đầu tư và cái lợi nhuận khi khách hàng đầu tư vào thì sẽ được quyền lợi, cái lợi nhuận là như thế nào và số tiền đầu tư được như thế nào. Thứ nhất, đây là cái chương trình Equan, nhưng mà cái chương trình Equan này nó là chương trình Equan đầu tư góp vốn để mua cổ phần. Mình phải nói rõ chính xác nó là như vậy, chứ không phải đây là một cái chương trình đầu tư theo chương trình Equan hay Equan A. Mình phải nói rõ là đây là chương trình góp vốn đầu tư. Thì với cái số tiền tối thiểu của nhà đầu tư thì ít nhất là phải 150.000 Mỹ Kim. 150.000 Mỹ Kim. Thì khi đầu tư vào như vậy 150.000 thì lợi nhuận như thế nào? Về cái lợi nhuận là chỉ có là 3.000 đô la Mỹ một năm. Nhưng mà khi nhà đầu tư mà ký kết cái hợp đồng đầu tư góp vốn thì cái nhà đầu tư được lấy 2 năm liền cái lợi nhuận đó, thay vì một năm sẽ được lấy một lần. Nhưng mà bây giờ là chủ đầu tư sẽ trả cho cái nhà đầu tư cái tiền lợi nhuận đầu tư là 2 năm là 6.000. Khi đầu tư 150.000 vào thì chủ đầu tư sẽ trả liền ngay khi ký hợp đồng có giá trị pháp lý thì sẽ được 6.000. Cái đó là mình vừa trả lời cái câu hỏi là số vốn đầu tư và cái lợi nhuận. Dạ em cảm ơn anh. Và em xin tiếp tục đến với lại cái câu hỏi thứ hai mà khán giả quan tâm về chương trình Equan đặt ra, đó là thưa anh, là khách chỉ được ký hồ sơ Equan tại Mỹ hay có thể ký kết tại Việt Nam? Không nhất thiết phải ký tại Mỹ. Khi khách có nhiều trường hợp, chẳng hạn như bây giờ mình nói là khách có visa Mỹ thì người ta ký tại Mỹ. Còn nếu mà khách chưa có visa Mỹ thì tại sao mà ký ở Mỹ được? Thì bắt buộc phải ký Việt Nam. Nhưng mà về ký tại Mỹ hay ký tại Việt Nam thì cái giá trị pháp lý nó cũng như nhau. Vì hợp đồng tất cả đều là công ty AV đưa ra một cái khuôn mẫu hợp đồng giống nhau. Công ty chính là ở bên Mỹ, là công ty ở 3636 Westminster. Còn ở Việt Nam là một chi nhánh. Thì hệ thống làm việc giống nhau, điều hành giống nhau. Nên là khách có thể có quyền lựa chọn ký tại Mỹ. Nếu cảm thấy là bây giờ tôi có visa Mỹ, tôi cảm thấy là tôi qua Mỹ, tôi khảo sát thực tế về cái chương trình tôi đầu tư. Tôi có đây thuận lợi những cái việc này, cộng thêm tôi đi du lịch này kia, thì sẽ ký tại Mỹ. Đó là do cái tính chất công việc của khách hàng và cái điều kiện của khách hàng. Còn đối với khách hàng, có những trường hợp xảy ra là bây giờ là tôi muốn đầu tư nhưng mà bây giờ tôi có chưa có visa thì sao? Chưa có visa thì bắt buộc phải ký tại Việt Nam. Rồi sau đó sẽ xin visa sao? Đó là tùy khách hàng mà tùy theo cái điều kiện hiện có của khách hàng. Nên ký tại Mỹ hay Việt Nam. Nhưng mà anh, đối với lại những cái vị khách đó mà người ta đã có visa Mỹ rồi thì mình khuyên họ là nên ký ở Việt Nam.
Tại vì thường thường là ký ở Việt Nam thì mình những cái hồ sơ của họ thì mình sẽ tiếp tục mình chạy, thì họ sẽ tiết kiệm được cái thời gian mà khi mà họ qua Mỹ họ không có phải là tốn 2-3 tháng để chờ đợi cái hồ sơ ra nữa. Dạ đúng, cô Thanh Sương nói đúng. Tại vì á, trong một ký tại Mỹ thì bắt buộc họ cũng phải chờ mấy tháng ở bên đó để làm cái thủ tục luật sư ở bên Mỹ. Họ sẽ chuyển hồ sơ về nào, thứ nhất nè là khi ký hợp đồng đầu tư góp vốn rồi, một tháng sau họ ở bên Mỹ họ cũng không làm gì hết. Tại vì một tháng sau thì mới luật sư mới làm là chuyển nhượng cổ phần là một tháng. Sau một tháng đó luật sư sẽ để đem nộp cái hồ sơ đó lên Bộ Lao động, cũng mất mấy tháng mới ra được cái LC của Work Permit nữa, là hết cũng khoảng 6 đến 8 tháng đi. Thì đâu có thời gian ở bên đó làm cái gì. Trừ trường hợp người nào quá thích ở bên đó thì chấp nhận có, nhưng mà đối với những người đầu tư mà người ta có công ăn việc làm, có cơ sở, có công việc ổn định thì nên ký tại Việt Nam. Tại vì khi ký tại Việt Nam thì tất cả hồ sơ pháp lý nó đều giống, thủ tục y hệt cơ cấu tổ chức, cơ cấu làm việc và quá trình thực hiện công việc đều là bên Mỹ với bên Việt Nam là một. Nên nó nên ký tại Việt Nam để có, người ta có một cái thời gian người ta sẽ làm việc tại Việt Nam, không cần phải đợi chờ. Mà khi bên kia bên Mỹ á, mà luật sư sẽ làm những cái công tác gì, giai đoạn gì thì sẽ báo về Việt Nam, và lúc đó từ Việt Nam sẽ chuẩn bị sẽ đi qua Mỹ, thì nó sẽ thuận lợi hơn khi ký tại Mỹ. Dạ, em cảm ơn anh. Và đến với một cái câu hỏi khác của các khán giả, là trong thời gian khi mà khách ở lại Mỹ thì cái thời gian mà chờ đợi giấy tờ ra thì cái thời gian đó họ có thể quay trở lại Việt Nam hay không? Khi mà họ đi qua Mỹ bằng cái visa B1, B2 là visa du lịch thì cái thời gian đợi chờ cái work permit, cái chứng chỉ lao động của Bộ Lao động cấp cho họ thì họ có thể về Việt Nam. Nhưng mà mình khuyên á, theo cái quan điểm của mình, quan điểm cá nhân riêng của mình thì mình khuyên là nếu đã xác định đi qua bên đó thì khi nào có những việc cấp bách, cấp thiết thì hãy quay về. Tại vì trong quá trình mình chờ đợi cái work permit á thì sau này nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà người ta cấp cái giấy chứng nhận lao động cho mình. Nên ít nhiều cũng phải ảnh hưởng. Nên mình hạn chế đi ra khỏi nước Mỹ, trừ khi nào mà có những trường hợp cần thiết phải đi. Nhưng mà vẫn đi ra được bình thường và vẫn tái nhập lại bằng cái visa B1, B2. Vậy thưa anh, là theo em được biết á, là có rất là nhiều khách hàng của bên mình là có những cái vị khách á, mà họ đã có gia đình và người thân ở bên Mỹ rồi. Mà có những cái vị khách thì họ chỉ qua Mỹ một thân một mình thôi. Thì anh có những cái lời khuyên nào đối với những cái khách hàng mà để cho họ chuẩn bị những cái điều mà họ phải chuẩn bị trước khi trước khi họ qua Mỹ hay không? Cái này là cần thiết nè. Chẳng hạn như có những trường hợp người ta có thân nhân ở bên Mỹ rồi thì không phải lo. Tại vì có qua bên Mỹ thì có thân nhân tắc khe rồi. Nhưng mà những người chẳng hạn như ở Việt Nam hồi xưa tới giờ có thể bước qua Mỹ bằng con đường du lịch và đi về, không có thân nhân, không có một cái sự mà ai hướng dẫn hay là ai chỉ dẫn cho cách mà hòa nhập cái văn hóa, hòa nhập cái cuộc sống ở Mỹ, thì bước đầu thì theo quan điểm cá nhân của mình thì nên chuẩn bị, thứ nhất là ngoài cái việc chuẩn bị đó của cái đương đơn đó thì bên cạnh công ty AV cũng đã có một đội ngũ để hỗ trợ về cái việc mà ban đầu mà cái nhà đầu tư đi qua còn bỡ ngỡ. Chẳng hạn như là công ty AV cũng sẽ sắp cho cái chỗ ở tạm thời, chỗ ở tạm thời trong vòng như là 1-2 tuần gì đó, rồi mà ở tại cái văn phòng mà ở tại các công ty Avicali ở 3636 tại Mỹ. Rồi bên cạnh đó sẽ hỗ trợ cho về cái bằng lái xe, rồi công ty AV cũng hỗ trợ luôn cái việc mà mở thẻ ngân hàng, rồi mở mã số thuế. Rồi nếu mà con của đương đơn đi theo nữa thì công ty AV cũng sẽ tìm trường. Nhưng bên cạnh đó là những cái hỗ trợ cần thiết cho một cái đương đơn đó, là cần thiết rồi đó. Còn ngoài cái vấn đề đó thì mình khi nhà đầu tư đi qua thì phải chuẩn bị, thứ nhất là phải có một ít tiền để đem qua trong cái thời gian đó. Trong thời gian đó để mình sinh hoạt cá nhân, sinh hoạt gia đình, phải có một ít tiền.
ở thì đem theo. Và nếu mà bây giờ qua đó mình có tiền, nếu đương đơn có tiền giàu không thì có thể mua nhà, còn không đó thì phải thuê nhà là điều đương nhiên rồi nè, phải thuê nhà nè, hoặc là xe phòng nè, thuê nhà là một số tiền, rồi tiền thứ hai là tiền sinh hoạt cho cả gia đình, ví dụ như hai vợ chồng với một đứa con hay hai đứa con, đó là những cái vấn đề là nan giải của cái người mà nhà đầu tư đi qua. Những cái bước đó là mình phải chuẩn bị cái tâm lý là mình qua bên Mỹ mình sẽ gặp những trường hợp đó. Nhưng bên cạnh đó cũng có một phần được sự hỗ trợ của công ty AV Cali rồi, nên nó cũng không phải là gọi là mình nói một câu là không có mồ côi, không có mồ côi, tại công ty AV Cali cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho các đương đơn rồi. Em cảm ơn anh luật sư Tuấn Tâm về những cái chia sẻ của anh đối với vị khán giả đang theo dõi talk show của công ty AV Cali. Và Thanh Xuân mong rằng những cái chia sẻ của anh Tuấn Tâm vừa rồi cũng sẽ giúp cho các quý vị khán giả hiểu rõ hơn về chương trình Eo Quanh đầu tư góp vốn là như thế nào. Và kính thưa quý vị, cũng đã đến lúc talk show của công ty AV Cali ngày hôm nay đã phải khép lại. Em mời anh luật sư Tuấn Tâm gửi lời chào đến quý vị khán giả. Mình là luật sư Tuấn Tâm, xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem đài AV Cali. Nếu quý vị khán giả mà có những cái thắc mắc, những câu hỏi gì thì quý vị cứ gửi về chương trình, mình sẽ hẹn gặp quý vị và trả lời cho quý vị trong một cái talk show lần sau. Xin cảm ơn quý vị đã xem đài, xin chân thành cảm ơn ạ. Cảm ơn cô Thanh Xuân rất nhiều.